Các bạn đã đến bản tin 24 giờ của tôi. Sau đây phần tin: đi cướp giật đầu năm để kiếm tiền chữa bệnh ung thư cho vợ. Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an quận 3 hiện tại đang tạm giữ nghi an Nguyễn Anh Tuấn sinh năm 1991, quận 3 điều tra để về hành vi xử án cướp vụ tài sản. Trước đó vào lúc 16h30 mùng 9 tháng 2 nhằm ngày mùng 2 Tết Bính Thân 2016, tổ trinh sát của đội điều tra tội phạm về trật tự xã hội khi tuần tra trên đường Trần Quốc Toản, quận 3 thì phát hiện một nam thanh niên khiến xe máy với tốc độ cao tự té ngã. Tuy nhiên sau đó người thanh niên này bỏ lại xe gắn máy ở hiện trường. Chiếc túi nghi vấn và người thanh niên này, tổ trinh sát tiếp cận tiến hành kiểm tra. Trinh sát phát hiện thu giữ người nam thanh niên này có một giỏ sắt gun, bên trong có tài sản nghi là tài sản của luật pháp. Trinh sát tiến hành mời người thanh niên ra phương tiện túi sắt để làm việc. Bước đầu thanh niên tên là Nguyễn Anh Tuấn như nói trên. Tuấn thừa nhận đã đi chúc Tết người quen về, dọc đường phát hiện hai cô gái cầm túi sắt đi trên đường Võ Thị Sáu, quận 3 để cướp giật. Ngoài ra Tuấn cho biết thêm để kiếm tiền chữa bệnh cho ung thư cho vợ. Hiện công an quận 3 đang tìm sở hữu túi sắt để phục vụ cho công tác điều tra tốt hơn. Cảm ơn các bạn đã đến phần tin vừa rồi và hẹn những phần tin tiếp theo trong kênh YouTube của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.